Mỹ nhân 1.000 tỷ đồng cả đời không có bạn bè chỉ vì quá xinh đẹp. Mỹ nhân 1.000 tỷ sở hữu nhan sắc mà không ai nỡ lòng trách phạt khi mắc lỗi. Trường Bá Chi từ lâu đã là biểu tượng nhan sắc trong giới giải trí hoa ngữ. Với vẻ đẹp nổi bật, cô luôn được xếp vào hàng ngũ những mỹ nhân hàng đầu showbiz, thậm chí còn được gọi với biệt danh ngọc nữ. Sinh năm 1980, mang trong mình hai dòng máu Trung, Anh, nên Trương Bá Chi dễ dàng sở hữu những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt. Tờ Sina từng nhận xét về quốc tướng Trương Bá Chi và Trương Tử Di là đẹp nhất giới giải trí. Đôi mắt sáng trong veo, khuôn miệng xinh xắn, chiếc mũi cao cùng đôi lông mày thanh mảnh của Trương Bá Chi được đánh giá là hoàn hảo nhất giới giải trí Hồng Kông, Trung Quốc. Vẻ đẹp rạng rỡ của Trương Bá Chi không chỉ giúp cô dễ dàng thành công trong sự nghiệp mà còn giúp cô vượt qua những scandal lớn trong đời. Dù từng vướng vào vụ lộ ảnh 18 cộng với nam thần Trần Quán Hy, song mỹ nhân họ Trương vẫn được công chúng cảm thông và tha thứ. Thậm chí, khi mẹ nuôi Trần Lam chỉ trích Trương Bá Chi là kẻ sống vô ơn, khán giả vẫn nhanh chóng quên vì những tai tiếng của cô chỉ sau vài show truyền hình. Tuy sở hữu vẻ đẹp thuộc hàng sắc nước hương trời, nhưng nó cũng khiến Trương Bá Chi gặp không ít khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là những mối quan hệ xung quanh. Trương Bá Chi từng tiết lộ về việc chỉ vì sở hữu dung mạo tuyệt trần mà cô đã phải chịu cảnh không có bạn bè. Còn nhớ, trong một lần được đàn em Trương Hinh Dư ghé thăm nhà, Trương Bá Chi đã thẳng thắn chia sẻ, chị quá đẹp rồi, chị thấy chị đẹp đến mức hầu hết các cô gái đều tránh mặt chị. Nhưng chị cảm thấy em có can đảm đấy, chị không nghĩ em sẽ tới nhà chị chơi. Đại mỹ nhân họ Trương cho rằng vì cô quá đẹp nên các nghệ sĩ nữ từng đóng chung phim nói riêng và nhiều cô gái. Nói chung không muốn đứng cạnh cô vì lo sợ sẽ bị dìm hàng. Hiện tại, ở tuổi 44 và là mẹ ba con, Trương Bá Chi vẫn trụ vững ở vị trí tường thành nhan sắc. Dù đã ở tuổi tứ tuần, cô nàng vẫn sở hữu sắc vóc tươi trẻ, tỏa sáng bất chấp cả camera thường. Về công việc, Trương Bá Chi không còn tham gia nhiều vào các dự án nghệ thuật. Cô tập trung vào công việc kinh doanh, làm đại diện thương hiệu. Cũng theo tờ Sina tiết lộ, tổng tài sản hiện Trương Bá Chi đang sở hữu vượt quá 300 triệu Hồng Kông đô la, hơn 960 tỷ đồng.